vùng đất Tịnh Biên, biên giới phía tây nam Tổ quốc. Có nắng, có gió, có chùa Kim Tiên sừng sững uy nghi. Với những người dân của xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, nơi chùa Kim Tiên tọa lạc, người ta sẽ biết đến chùa với tên gọi chùa Sư Bà Mười nhiều hơn là cái tên Kim Tiên. Nói về sự ra đời của chùa Kim Tiên đến nay không còn sử sách nào ghi chép lại. Theo tìm hiểu của Thượng tọa Thích Thiện Thành, trụ trì chùa Kim Tiên ngày nay, thì chùa do Sư Bà Thuần Phương, hay còn được biết đến là Bà Mười, khai sơn xây dựng. Sư Bà viên tịch năm 1968, hưởng thọ 66 tuổi. Vậy có lẽ chùa Kim Tiên cũng đã có niên đại hơn 100 năm. Ngày nay, người ta vẫn truyền tai nhau nhiều câu chuyện xung quanh Sư Bà Thuần Phương, trụ trì đầu tiên của chùa Kim Tiên. Đây là vùng bảy núi, cái vùng đất linh thiêng. Sư bà ở đây á, hồi xưa cô biết là trị bệnh rất giỏi. Và kể cả và hồi xưa ở đây là cái rừng thôi, khi sư bà ở đây nó là rừng thôi. Mà sư bà là điều phục voi luôn. Điều phục voi mà voi dữ á, là sư bà điều phục được voi, rồi sư bà leo lên, sư bà cởi. Cởi đi lên Campuchia, rồi sư bà cũng có lên Campuchia học ở trên đó. Rồi về đây để trị bệnh cho bà con người ta nơi đây. Nhưng mà khi xưa cho nên là người ta ít có kia còn kêu ở đây á, nhưng mà tên chùa là chùa Kim Tiên, nhưng mà hồi xưa thì người ta gọi đây là chùa Bà Mười không ạ. Là vùng đất biên giới phía tây nam của Tổ quốc với hơn 20 km đường biên giáp với Campuchia, Tịnh Biên là một trong những chiến trường ác liệt bậc nhất của các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, là nơi hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề của bom đạn. Cũng trong những năm tháng chiến tranh ác liệt đó, chùa Kim Tiên bị phá hủy nặng nề. Đã có lúc, ngôi chùa chỉ còn giữ được 4 cột trụ. Tuy nhiên, trước khi nào Phật giáo bị lãng quên ở ngôi chùa này, bất chấp sự bào mòn của thời gian, sự tàn phá của chiến tranh, sự đổi thay của lịch sử, chùa Kim Tiên vẫn đều đều vang vọng tiếng kinh kệ của Phật giáo. Năm 2013, Thượng tọa Thích Thiện Thành được Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao nhiệm vụ trụ trì chùa Kim Tiên. Cũng trong năm ấy, chùa Kim Tiên đóng cửa để tiến hành đại trùng tu. Sau 7 năm, ngôi chùa đổ nát đã được dựng lại, bề thế và nguy nga, nổi bật giữa vùng đất biên cương của Tổ quốc. Lúc đầu thì cái chùa chỉ là một cái chùa thiết nhỏ thôi. Bởi vì trước đây là sư bà có cất một cái chùa. Nhưng mà do cái thời kỳ sư bà viên tịch rồi chiến tranh nữa, nó nằm ở chiến tranh nữa. Dùng này là dùng cứ điểm nữa. Cho nên là bị đánh bom rồi này kia đó. Rồi tới năm 78-79 thì chiến tranh Tây Nam thì cũng bị bom nữa. Thì coi như là chỉ còn được có cái coi như là 4 cái trụ cột của chùa thôi đó. Rồi đầu tiên thì cháu sư bà về mới sửa lại tí xíu, rồi có một sư cô hôm nay cũng là ni sư rồi thì mới về để ở. Thì một cái chùa thiết nhỏ thôi, thì giáo hội bàn giao, rồi sau đó thì tiến hành để sửa chữa và đại trùng tu trở lại cái ngôi chùa.
Chùa Kim Tiên ngày hôm nay xây dựng trên một diện tích rộng lớn, thoáng đãng, lấy lối kiến trúc truyền thống làm trung tâm. Cổng tam quan chùa ngay sát mặt đường uy nghiêm. Tam quan ba tầng mái được xây dựng màu nâu trầm mặc, họa tiết đầu đao chạm trổ tinh xảo. Qua cổng tam quan là ngôi quần tượng Tam Thánh Tây Phương đứng giữa hồ nước thanh tịnh tươi mát. Phía sau có bức bình phong lớn ngăn giữa thế giới bên ngoài ồn ào, nhiều tạp niệm với thế giới Phật Pháp trang nghiêm thanh tịnh. Trước chính điện là một khoảng sân rộng rãi, an trí đan xen hệ thống tượng đủ mọi kích cỡ, với mục đích để Phật tử và du khách vãn cảnh cho lòng thư thái an nhiên trước khi vào lễ Phật. Phong cảnh chùa thanh tịnh vừa tráng lệ nguy nga khiến cho chùa Kim Tiên không chỉ là một điểm đến tâm linh chiêm bái Đức Phật của các Phật tử mà còn là một địa chỉ du lịch nổi tiếng được nhiều du khách tìm đến những năm gần đây. Cái ý tưởng kiến trúc của chùa này thì thành thứ nhất là miền Bắc cũng có, rồi miền Trung cũng có, rồi Đài Loan cũng có. Tức là mình đi những cái điểm đó, đến các tham quan viếng các cái ngôi chùa, rồi mình xem lại thấy những cái kiến trúc nào nó đẹp, rồi mới chụp hình lại rồi mình lấy, rồi mình kết hợp lại với nhau để thành một cái kiến trúc chùa nó như thế này. Chính thành chủ đạo trong kiến trúc của chùa thì thành là xây dựng, tại vì ở đây tu chuyên về pháp môn tịnh độ, cho nên là cái chủ đạo kiến trúc của chùa là đi nghiêng về cái pháp môn tịnh độ, cho nên là trên đỉnh của chùa là mình thấy có cái tượng Phật A Di Đà rất là lớn, rồi theo cái xung quanh lan can rồi này kia đó thì mình đều có khắc chữ A Di Đà Phật hết, bởi vì cái pháp môn tịnh độ là lấy cái danh hiệu niệm Phật A Di Đà làm chính. Điểm nhấn đặc biệt trong kiến trúc chùa Kim Tiên là tượng A-di-đà cao 24m sừng sững giữa nền trời xanh. Từ xa, du khách đã có thể nhìn thấy tượng Phật vừa trang nghiêm, vừa hiền từ, dõi mắt ra thế gian, phổ độ chúng sinh. Từ xa, nhìn thấy tượng Phật là biết đã ở đất Tịnh Biên. Thật ra thì không khó khăn, tại vì nhưng mà nó có cái tỉ mỉ là mình làm á, cái kiến trúc của cái tượng A Di Đà thì bắt đầu là mình làm bằng cái khuôn, mình làm cái khuôn thì làm bằng xốp thôi, cái khuôn mình làm xốp, mình điêu khắc thành cái khuôn, rồi sau đó mình mới đổ khuôn xong rồi bắt đầu mình mới đổ ra, thì cái chất liệu này nó là polymer. Nó bằng polymer với đá, bột đá kết hợp. Thật ra nó cứng và nó chắc. Đúng ra thì theo coi như là kỹ sư họ làm, họ nói là cái này là cái độ bền nó còn hơn là xi măng nữa. Nhưng mà cái này thí dụ như sau này nó có gì nữa cũng không đến nỗi sao. Điểm nhấn thứ hai tạo nên vẻ đẹp cho chùa Kim Tiên là tòa chính điện hai tầng nguy nga được xây dựng trên nền đất cao, được dẫn lên bởi các bậc thang với chạm trổ hình rồng hai bên đầy uy nghi. Tầng 1 là nơi đặt tam bảo và nhà nguyện, trong không gian rộng rãi với sắc vàng chủ đạo, vừa thanh tịnh trang nghiêm nhưng cũng không kém phần rực rỡ. Qua hệ thống cầu thang lát đá dẫn lên, tầng 2 chính là nơi đặt tượng Phật A Di Đà, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đứng giữa núi rừng Tịnh Biên xanh tươi.
Từ trên tầng 2 của chùa Kim Tiên, ta có thể ngắm nhìn cả một vùng đất Tịnh Biên hiền hòa và tươi đẹp. Sống trong tâm bảo của ngôi chùa thì mình cũng đầy đủ, tức là phía sau thì là tượng tổ, là quý vị thấy cái tượng mà bằng sáp á, là Hòa Thượng Bổn Sư của Thiền Thành. Rồi ở phía trên là điêu khắc, đó là 13 vị tổ của Tịnh Độ, là Tịnh Độ Tông, là trên cái bức tường này, mình điêu khắc, và là phía sau. Còn cái phía trước á, thì mình cũng thờ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, là vị giáo chủ của cõi Ta Bà. Rồi ở phía dưới nữa thì mình thờ vị Tam Thánh. Rồi ở phía trên nữa thì mình có cái điện Quan Âm, thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, để cho mọi người họ đến để họ đặt cái niềm tin vào Quan Thế Âm Bồ Tát để họ cầu sự bình an. Thời gian mải miết, mọi thứ đổi thay, mảnh đất Tịnh Biên năm xưa giờ trù phú. Và ngôi chùa Kim Tiên cũng được phục xây tráng lệ nguy nga. Dấu tích của một thời đạn bom ác liệt năm xưa giờ đã lùi xa mãi mãi, chỉ còn lại cái tươi vui trong cảnh sắc, cùng sự thanh tịnh trong lòng người của những Phật tử ghé chùa. Người ta lễ chùa để vãn cảnh, để cầu an, để sống những phút giây giữa suối nguồn Phật Pháp và thấy lòng mình thư thái, bỏ lại ngoài kia cuộc sống ồn ả, bon chen. Vô chùa là thấy thanh tịnh rồi, khỏe, không có được tranh đấu như ở ngoài đời. Ở ngoài đời cái gì cũng tranh đua hết á. Vì mình đã tuổi lớn rồi, mình hết tranh đua nổi rồi. Thôi thì buông hết đi rồi, về dưới tuổi già là vô chùa. Cái chùa ngày hôm nay là bác cũng rất là vinh dự, là chùa của ông bà tổ tiên trùng tu xây dựng lại, rất là mừng. Tinh thần an lạc, khỏe mạnh, nó thanh tịnh, làm công quả rất là an nhàn, thanh tịnh, thanh tâm. Tâm mình thanh, an lạc. Ngày hôm nay, trong nắng gió cháy da của miền Tây Nam Bộ, trong cái cát bụi đỏ au của vùng biên giới phía Tây Nam Tổ quốc, chùa Kim Tiên sừng sững trang nghiêm, trở thành một điểm đến tâm linh, một điểm du lịch không thể bỏ qua của nhiều du khách khi về tới Tịnh Biên.